chào tất cả mọi người. Hiện tại thì đang có mặt tại Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự, là một ngôi chùa ở Cà Mau, hay người dân địa phương hay còn gọi là chùa Phật Tổ. Thì đây là ngôi chùa cổ và giữ đậm chất Nam Bộ của những cái mái đình xưa. Chùa được xây dựng vào năm 1840. Thì chùa này thì mang đậm lối kiến trúc cổ của thế kỷ 19. Đây là một nơi truyền giáo Phật Pháp sớm nhất vùng đất Cà Mau. Thì tại sao gọi là chùa Phật Tổ? Là do sự tôn kính từ lâu của người dân vùng Cà Mau với một vị hòa thượng lập dựng nơi chùa, đó là Hòa thượng Thích Trí Tâm. Thì có một truyền thuyết kể lại khoảng năm 1840, vùng Cà Mau là vùng lao sậy. Theo dòng người đi khai hoang mở đất thì có một chàng trai tên là Tô Quang Xuân đi lấy củi trong rừng. Khi rìu bổ vào thân cây bồ đề cổ thụ thì thấy lộ ra một quyển kinh Phật đặt ở gốc cây. Từ đó chàng trai dựng am thờ Đức Quan Thế Âm, vừa tu vừa bốc thuốc chữa bệnh cho dân bên bờ kênh Quảng Lộ. Tương truyền rằng Tô Quang Xuân tụng kinh Kim Cương cảm hóa được thú dữ, thiên hạ biết tiếng kéo đến xin thuốc và học đạo rất là đông. Trong số những đệ tử của ông thì có cả cọp dữ nè cũng đến để học đạo. Hiện nay tháp của con hổ ấy vẫn còn, đệ tử trong chùa gọi là tháp sư cậu. Thì đạo hạnh của Tô Quang Xuân đã làm các quan ở trên kính phục. Thì sau đó ông được đưa về Huế và thọ giới xuất gia ở chùa Kim Trưởng. Thì sau khi thọ giới xuất gia được 7 ngày thì ông nói biên tịch. Thì vua thấy vậy, vua sắc phong cho ông làm hòa thượng, đồng thời cũng ban nhiều gấm bóc và cử người đưa thi hài của ông về tới tận Cà Mau. Thì năm 1842, vua Thiệu Trị, thì vua này ở triều Nguyễn, đã xuống chiếu sắc phong cho Tô Quang Xuân là hòa thượng Thích Trí Tâm. Sau đó sửa sang lại cái mái am bên cánh rừng lúc trước mà ông tu, thì là Sắc Tứ, cho chùa với tên hiệu là Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự. Hòa thượng Thích Trí Tâm được người dân ở đây vô cùng tôn kính, thì coi như là Phật Tổ, thì cho nên mới có cái tên của ngôi chùa này là chùa Phật Tổ. Và cái lúc mà đang đến đây á, có một cái buổi giảng của một sư cô với tất cả các Phật tử ở đây, thì đang cũng có ngồi nghe được một chút, nhưng mà vì thời gian cho nên đang không thể nghe được hết một cái buổi giảng này. Nhìn chung thì chùa cũng qua rất là nhiều lần tu sửa rồi, nhưng mà vẫn giữ được cái nét cổ kính của một ngôi chùa cổ xưa. Thì các hiện vật ở trong thờ cũng như là tượng gỗ, khánh, độc bình, chuông đồng, câu đối, sắc phong, những sắc phong của vua ban thì vẫn còn lưu giữ rất là cẩn thận. Thì bên trong bên hông ngôi chùa cũng có một cái tọa tĩnh đường để mà bốc thuốc, cũng có một cái xăng ở phía trước để mà phơi thuốc, để phát bệnh phát thuốc miễn phí cho người dân. Hàng tuần thì ở đây thì tổ chức các buổi tu học thuyết giảng Phật pháp, còn hàng năm thì đến lễ Phật pháp hay là gặp tháng giêng hay là Phật đản hay là Vu Lan thì chùa Phật Tổ sẽ trở thành một nơi diễn ra lễ hội. Thì có rất là nhiều tăng ni cũng như Phật tử về để mà tham dự. Thì chùa Phật Tổ là một niềm tự hào của người dân Cà Mau, cũng như là trở thành một điểm du lịch của Cà Mau để chiêm bái, khám phá về đời sống tâm linh của đồng bào, cũng như một cái vùng đất ở cuối cùng của Tổ quốc, một cái nơi gọi là xa xôi của Tổ quốc.